Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tổng quan về sản phẩm máy vặn vít từng pin Bose SR1440Li. Sản phẩm bao gồm một thân máy, hai pin 14,4V, một cục sạc, dù bảo hành và hướng dẫn sử dụng đi kèm. Sản phẩm bao gồm một đầu vặn vít. Các bạn có thể thao tác là cho đầu vít vào thân máy, sau đó mình sử dụng cái thao tác đảo chiều. Trên sản phẩm sẽ có một nút điều chỉnh cái tốc độ của sản phẩm khi mình sử dụng 1 và 2. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng thay thế các mũi khoan gỗ cho phép lên tới đường kính là 2,5 cm. Để khoan và bắt vít, bạn có thể sử dụng công tắc đảo chiều và công tắc giữa để khóa máy an toàn. Để sạc pin thì các bạn cho thao tác đúng pin vào đúng cữ của nó, sau đó mình cắm vào ổ điện, đèn sẽ có tín hiệu báo khi điện vào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hướng dẫn của Meta để đặt mua sản phẩm máy khoan vặn vít dùng pin GRS1440Li. Các bạn vui lòng liên hệ theo số điện thoại Hà Nội 0437855633, Hồ Chí Minh 0838308569.